Vừa mua một cây bưởi hôm qua, banh 120 to hơn này, ở trong Yên Sơn ấy. Tao vừa mua hôm qua và tao cả nhà nhé. Đây, cây bưởi cổ của ông này. Khá này. Vành gốc 130, cách mét 101, thoát 2 mét rưỡi, 2 mét 4. Cái nó quý, cái nó không sâu xia gì. Và đấy. Bưởi chua rồi hả ông? Vâng, đó là chua. Chua rồi rồi à? Chua gắt đâu. Chua rồi rồi. Và gọi chua rồi rồi. Nó bị cây mít nhà ông mình bên cạnh này nó hơi áp chứ không nó chung chơi lắm đấy. À, đấy trong cái cụ ông 80 hơn 80 ông khỏe như này. Đấy, con cháu chỉ cần một phần thôi. Các cụ hồi xưa sống nó ăn uống nó điều độ, khỏe mạnh. Đấy. Ông bây giờ thì các bác hoặc xã hội ta bây giờ thì cái là vật chất kinh tế nó đầy đủ. Và ăn uống chất tạp nhiều không ạ? Rượu chè chất tạp nhiều không ạ? Không được là trước đây. Và các cụ rau nhà gà nhà cái gì của nhà tự ấy hết rồi. Vâng. Nhưng mà nó lại cái môi trường, rồi hóa chất nó lại hơi nặng. Đấy, chào nhà nhé, cái bưởi nhé. Và chủ loại giá rất là cao nhá. Biết có mua được không nhá, thôi cứ có cây bưởi rất là đẹp, chia sẻ nha anh em.